chỉ nguyên chiến tranh đổ bộ mới, tầm quan trọng và lý do tại sao quân đội Hoa Kỳ đang phát triển phương tiện kết nối tàu bờ mới. Theo nguồn tin từ National Interest, Hải quân Hoa Kỳ đang nhanh chóng phát triển một đội tàu đổ bộ với kỹ nghệ cao và mới để đẩy nhanh các chiến lược tấn công đổ bộ mới hơn, Ship to Shore Connector, được viết tắt là SSC. Kế hoạch này sẽ được sử dụng các tàu vận chuyển xe bọc thép di chuyển nhanh có thể tìm kiếm hay vận chuyển các lực lượng tấn công xâm nhập vào bờ biển của đối phương, hỗ trợ nhân đạo và nhiệm vụ ứng phó thảm họa. SSC có thể xuất phát từ các tàu hải quân như bến tàu đổ bộ USS San Antonio LDP-17, bến tàu đổ bộ LSD-41-49, tàu tấn công đổ bộ LHD-LHA và bến tàu chuyển tiếp viễn chinh trước đây là Mobile Landing Platform. Theo nguồn tin từ Navy Recognition, công việc sẽ được thực hiện tại New Orleans, Louisiana 80%, Fort Worth, Texas 10% và Gloucester, Anh Quốc 10%, và dự định sẽ hoàn thành vào tháng 12 năm 2020, sẽ bàn giao 8 tàu SSC cho Hải quân Hoa Kỳ. Tektron Marine and Land System và L3 Communications đã ký thỏa thuận phát triển tàu đổ bộ thế hệ tiếp theo của Hải quân Hoa Kỳ vào tháng 10 năm 2009. Nhà sản xuất nhôm Alcoa Defense đã gia nhập nhóm phát triển SSC vào tháng 9 năm 2010. Theo Navy Technology, đội ngũ Textron Marine and Land System đã nhận được hợp đồng trị giá là 213 triệu Mỹ Kim từ Hải quân Hoa Kỳ vào tháng 7 năm 2012 để thiết kế và chế tạo một tàu thử nghiệm. Textron System mang đến lực lượng kỹ nghệ cao để thay thế cho hệ thống hải quân lâu đời. Tàu đổ bộ đệm khí tức là Landcraft Air Cushion, được viết tắt là LCAC, đã được thử nghiệm chiến đấu. Nhà thầu chính là Textron Marine and Land System chịu trách nhiệm chế tạo tàu, trong khi L3 Communications chịu trách nhiệm thiết kế, hội nhập và thử nghiệm bộ C4N, gồm chỉ huy, điều khiển, liên lạc, máy tính và xác định vị trí. Việc mua lại SSC giúp thúc đẩy một chiến lược mới của Hải quân Hoa Kỳ được thảo luận nhiều cho phép các tàu đổ bộ lớn hoạt động tốt hơn khi các tàu chính phối hợp với số lượng lớn các tàu không người lái. Textron được nâng cấp kỹ nghệ SSC trọng lượng nhẹ, bao gồm tổng hợp vật liệu, tăng khả năng trọng tải, động cơ hiện đại hóa và điều khiển tự động. Các kết nối sẽ tích hợp kỹ nghệ máy tính khoa học, có thể giảm kích thước của thủy thủ đoàn cần thiết và thực hiện nhiều công tác độc lập hơn. Việc nâng cấp tàu đổ bộ bao gồm vật liệu hợp chất, trọng lượng nhẹ hơn, tăng trọng tải, động cơ hiện đại và điều khiển di chuyển tự động. Có lẽ ý nghĩa lớn nhất là các SSC được thiết kế để mang các xe tăng Abrams 70 tấn. Rolls-Royce đã giành được hợp đồng vào tháng 10 năm 2012 để cung cấp turbine pin khí cho đội tàu SSC. Bốn động cơ Rolls-Royce MT7 mới của SSC thêm nhiều mã lực và nhôm chuyên dụng giúp chống ăn mòn. Khi so sánh với các tàu LCAC hiện có, hai động cơ cánh cung, hai sáu cánh quạt có thể điều khiển chân vịt với vỏ bọc hợp chất. Mỗi động cơ cung cấp một công suất đầu từ 6.000 horsepower cho đến 7.000 horsepower tại 15.000 vòng cho mỗi phút. SSC mới cũng đã chuyển sang tần số thấp hơn cho thiết bị điện tử của tàu chuyển từ 400 Hz xuống 60 Hz để đồng bộ hóa tốt hơn các hệ thống tàu với các tiêu chuẩn chung của Hải quân Hoa Kỳ. Bao gồm hai máy phát điện hộp số 60 Hz, 150 kVA, hai bộ nguồn phụ 85 kVA và hệ thống phân phối là 60 Hz. Các kỹ sư của Textron cũng cho biết là SSC được chế tạo với các điều khiển di chuyển kỹ thuật số và tự động hóa được sử dụng bởi các kết nối hiện tại. Do đó, các máy tính sẽ nhanh chóng tính toán các chi tiết có liên quan tới tốc độ gió, thông tin quá trình giám sát và kiểm soát chuyển động theo thông tin của Textron. Chính phủ Hoa Kỳ có kế hoạch mua tàu thử nghiệm và đào tạo LCAC 100 và tối đa là 72 tàu hoạt động theo chương trình SSC. Một số SSC đầu tiên được chế tạo mang một cấp độ mới về máy tính kỹ nghệ vận chuyển sức mạnh chiến đấu và các yếu tố nổi mới của các hệ thống đẩy tân tiến có thể hoạt động ở vùng nước sâu tới 5 feet. SSC tốc độ tối đa sẽ là 50 hải lý một giờ và có tuổi thọ là 30 năm. Cùng với các tính chất này thì tàu mới sử dụng các tiến bộ giảm thiết bị để giảm số lượng hộp số từ 8 xuống còn 2. Các yêu cầu căn bản tàu tấn công đổ bộ từ lâu rất quan trọng để tiến tới thành công. LCAC có thể lưu trữ hơn 70% đường biển trên toàn thế giới, điều mà các SSC mới cũng có thể làm được. Được thiết kế với tốc độ cao và khả năng động cơ vượt trội, SSC cũng có thể làm được những điều giống như là LCAC, có thể di chuyển quãng đường dài, có thể cập bến phần lớn các địa hình gồ ghề nhiều đá, thậm chí có thể lên bờ nếu cần thiết. Đề cập tới trọng tâm phân tán hay mấu chốt tấn công đổ bộ, bài tiểu luận của đại học chiến tranh hải quân mô tả cuộc tấn công hiện đại thông qua việc tìm kiếm những điểm yếu để khai thác như một cách để vượt qua hoặc tránh các trọng tâm nguy hiểm các phương pháp phân tán sử dụng phân phối trên không và mặt nước cùng các thiết bị giám sát tìm hiểu rõ hơn về phía trước có thể ngày càng sử dụng các chiến thuật tấn công đồng bộ xác định vị trí chính xác các khu vực thuận lợi cho cuộc tấn công Điều này không chỉ có thể khai thác điểm yếu của đối phương mà còn mang lại lợi thế là tránh tiếp cận các cách cô động hoặc là chặt chẽ phương pháp dễ bị tổn thương hơn đối với các thiết bị phát hiện và vũ khí tầm xa của đối phương. SSC có thể mang lại một lượng lớn hỏa lực, vũ khí, thủy cung lục chiến giúp cho phép xác định nhu cầu này để đưa lực lượng đi qua một loạt các địa điểm tấn công. SSC có thể chứa một xe tăng chiến đấu M1A1 trên sàn chở tàu 1809 square feet, có thể mang tới 154 thủy quân lục chiến. Hải quân Hoa Kỳ đã nhận chuyển giao tàu đổ bộ SSC đầu tiên vào ngày 6 tháng 2 năm 2020. Theo báo cáo từ Bộ Tư lệnh Hệ thống Biển, Hải quân Hoa Kỳ cho biết, tàu đổ bộ SSC có thể thay thế phi đội LCAC của Hải quân Hoa Kỳ SSC sẽ là đơn vị phát triển cho tàu đổ bộ thế hệ tiếp theo và sẽ được đặt tại thành phố Panama, Florida nơi sẽ tiến hành thử nghiệm và huấn luyện bổ sung thủy thủ đoàn. SSC sẽ cung cấp một công suất tăng để đối phó với trọng lượng ngày càng tăng của các thiết bị được sử dụng bởi quân đội và thủy quân lục chiến hoa kỳ. LCAC 101 đã trải qua thử nghiệm của Navy Bueller để đánh giá sự sẵn sàng hoạt động của nó Hải quân Hoa Kỳ cho biết, tính đến năm 2015, chương trình dự định sẽ tiêu tốn tổng cộng khoảng 4.054 tỷ Mỹ Kim cho 73 SSC. Mặc dù thiết kế sẽ tương tự với LCAC, nhưng sẽ có những số khác biệt đáng kể. Thứ nhất là buồng lái hai người với cần điều khiển. Thứ hai là động cơ mạnh hơn, năng suất hơn. Thứ ba, sử dụng vật liệu tổng hợp và hợp kim nhôm để chống ăn mòn. Thứ tư là viền chung quanh tân tiến thay vì sâu để giảm lực kéo và giảm trọng lượng kỹ năng hoạt động. Bốn thuộc pin Rolls-Royce MT7 được sử dụng cung cấp năng lượng cho mỗi SSC, được mô phỏng theo thiết kế của Rolls-Royce T406 sử dụng trong Bell Boeing V22 Osprey. Tương tự như khả năng tương tác giữa các động cơ cung cấp năng lượng cho M1A2 Abrams, MBT và trực thăng UH-60 Black Hawk, hai động cơ giống hệt nhau sẽ cung cấp một số lượng hỗ trợ trong việc vận hành cả độ nghiêng tàu và thủy phi cơ. Một hệ thống truyền động cơ đơn giản và hiệu quả hơn bằng cách sử dụng hộp số ở mỗi bên, có ít bộ phận hơn và bảo trì cùng độ tin cậy cao hơn kể từ khi các đối thủ tiềm năng hiện có vũ khí tầm xa hơn, thiết bị phát hiện tốt hơn và kỹ nghệ nhắm mục tiêu cùng máy tính có tốc độ phản ứng nhanh hơn, vũ khí tân tiến hơn được thiết kế để làm cho các lực lượng Hoa Kỳ khó hoạt động trong các khu vực nhất định như gần bờ hơn. Một số cải thiện được thiết kế vào các SSC được thiết kế nhằm đối phó với các sự thay đổi liên tục trên chiến trường. Vì vậy, các tàu đổ bộ cần phải có tốc độ cao để giải quyết các vấn đề đe dọa thay đổi trong môi trường hiện đại dự định sẽ thay đổi cách thức hoạt động đổ bộ sẽ được tiến hành trong tương lai và tránh né các đợt tấn công của đối phương